Theo Bộ bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh gọi tắt là Horea vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi bổ sung Luật Đất đai 2013 và kinh tế đất tài chính đất đai. Trong đó thì đáng chú ý là Horea đã đề nghị ban hành luật thuế bất động sản sau năm 2020. Horea kiến nghị ban hành luật thuế bất động sản sau năm 2020, thuế chống đầu cơ bất động sản chậm đưa đất vào sử dụng, thuế thu trên giá trị gia tăng của đất đai do nhà nước đã đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị. Horea cho rằng việc ban hành luật thuế nhằm tăng thêm nguồn thu bình vững cho ngân sách như nhiều nước trên thế giới đang thực hiện, từ đó góp phần đảm bảo công bằng xã hội và điều tiết thị trường bất động sản, nhất là để xử lý kịp thời hiệu quả tình huống thị trường bất động sản phát triển quá nóng có nguy cơ dẫn đến tình trạng bùng bóng. Ngoài ra, Horea cũng đưa ra nhiều kiến nghị khác về bổ sung chế định đấu thầu dự án có sử dụng đất, tái điều chỉnh đất đai, tái phân lô, kiến nghị chính phủ thay đổi phương thức tính tiền sử dụng đất, v.v.